Chào mừng quý phụ huynh, các em học sinh đến với kênh 123 Học Tốt. Quý phụ huynh và các em học sinh hãy bấm vào nút đăng ký dưới video và bấm vào chuông để nhận những thông báo về bài giảng mới nhất của cô giáo nhé. Video ngày hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 1. Chúng ta sẽ học môn tiếng Việt, phần kể chuyện, bộ sách Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục. Tuần 15, câu chuyện Gà Con Tìm Sâu Cho Mẹ, sách giáo khoa trang 163. Để các con kể được câu chuyện này thì các con sẽ quan sát 4 bức tranh trong sách giáo khoa. Sau đó các con tìm hiểu nội dung các bức tranh và các con sẽ liên kết nội dung các bức tranh lại để kể thành một câu chuyện. Sau đây cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con chúng ta tìm hiểu nội dung của các bức tranh. Bức tranh 1, các con quan sát tranh và trả lời câu hỏi: chuyện gì xảy ra với gà mẹ? Quan sát vào bức tranh, các con thấy gà mẹ đang thì ho khụ khụ khụ. Như vậy chứng tỏ gà mẹ đang bị ốm đấy các con. Bức tranh số 2, các con quan sát và trả lời câu hỏi: gà con làm gì giúp mẹ? Trong hình ảnh ở bức tranh số 2, ta thấy gà con đang đi bắt những con sâu bỏ vào trong cái giỏ. Vậy gà con đang đi bắt sâu cho mẹ đấy. Bức tranh số 3, các con quan sát và trả lời câu hỏi: khi chó con rủ đi câu, gà con đã làm gì? Quan sát vào trong bức tranh, các con thấy hình ảnh chú chó đang vác một cái cần câu và chó nói với gà là đi cùng tớ đi. Gà con liền nói lại với chó con là không, tớ phải về nhà. Như vậy nội dung của bức tranh 3 đó là gà con đã từ chối lời mời gọi của cún con để về nhà. Bức tranh số 4, các con quan sát tranh và trả lời câu hỏi: khi gà con về nhà, gà mẹ đã làm gì? Quan sát vào trong bức tranh, các con thấy hình ảnh gà mẹ đang ôm gà con thật là âu yếm. Như vậy, khi gà con về nhà, gà mẹ đã ôm gà con vào lòng. Đó chính là nội dung thứ 4. Vừa rồi các con vừa cùng cô tìm hiểu nội dung của từng bức tranh. Sau đây, các con chúng ta sẽ dựa vào nội dung của 4 bức tranh để chúng ta kể câu chuyện Gà Con Tìm Sâu Cho Mẹ nhé. Các con sẽ dựa vào nội dung 4 bức tranh mình vừa tìm hiểu để kể câu chuyện Gà Con Tìm Sâu Cho Mẹ, dài khoảng từ 5 đến 10 câu. Sau đây cô giáo sẽ kể mẫu cho các con nghe câu chuyện Gà Con Tìm Sâu Cho Mẹ. Mời các con lắng nghe và tham khảo câu chuyện của cô. Gà mẹ bị ốm, không thể đi kiếm ăn. Gà con thấy vậy thì thương mẹ lắm. Gà con liền đi vào vườn và bắt sâu về cho mẹ. Trên đường trở về nhà, gà con gặp chó con đang đi câu. Chó con rủ gà con đi câu cùng, nhưng gà con đã từ chối và nói: tớ phải về nhà chăm sóc mẹ, mẹ tớ đang bị ốm. Thế rồi gà con đi nhanh về nhà, mang sâu và mời mẹ ăn bữa trưa. Gà mẹ vô cùng xúc động, ôm gà con vào lòng và nói: mẹ cảm ơn con của mẹ rất là ngoan. Đó là nội dung của câu chuyện Gà Con Tìm Sâu Cho Mẹ. Câu chuyện của cô kể dài khoảng 10 câu. Tuy nhiên, các con nếu chúng ta không kể được câu chuyện dài 10 câu thì các con có thể kể câu chuyện ngắn gọn, khoảng từ 5 đến 7 câu. Nhưng câu chuyện phải có đầy đủ nội dung theo 4 bức tranh mà mình vừa tìm hiểu. Sau đây, cô sẽ kể câu chuyện Gà Con Tìm Sâu Cho Mẹ ngắn gọn. Các con chúng ta cùng lắng nghe và tham khảo nhé. Gà mẹ bị ốm, gà con đi tìm sâu cho mẹ. Trên đường về, cún con rủ gà con đi câu, nhưng gà con đã không đi mà trở về nhà chăm sóc mẹ. Về nhà, gà con mời mẹ ăn bữa trưa. Gà mẹ vô cùng xúc động ôm gà con vào lòng. Như vậy thì nội dung của câu chuyện Gà Con Tìm Sâu cho mẹ ngắn gọn hơn. Tuy nhiên thì các con có thể kể theo cái lời kể của mình. Các con có thể thêm từ, bớt từ và kể câu chuyện cho nó sinh động hơn, hấp dẫn hơn theo ý hiểu của các con, miễn làm sao mà câu chuyện có đầy đủ nội dung theo 4 bức tranh. Qua câu chuyện cô vừa kể, các con vừa tìm hiểu, thì các con thấy câu chuyện cho chúng ta thấy gà con là người như thế nào. Trong câu chuyện chúng ta thấy gà con là một người con rất là ngoan, rất là hiếu thảo, biết quan tâm và chăm sóc khi mẹ ốm. Vậy thì các con học hỏi ở gà con được điều gì? Qua câu chuyện thì các con nên học hỏi ở gà con đó là biết quan tâm, chăm sóc những người thân yêu của mình trong gia đình nhé. Vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con kể câu chuyện Gà Con Tìm Sâu cho mẹ. Mong rằng các con chúng ta sẽ kể câu chuyện rất là hay, thật là hấp dẫn, thật là tự tin. Cuối cùng cô chúc cho các con hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo nhé.